chào mọi người nhé. Nay bên em về được ít hàng này, quay cho mọi người xem ha. Đầu tiên là siêu phẩm Fadeaway 352, máy thì đổ hết rồi, đó, đổ hết rồi với mọi người nhé, dọn hết rồi, chỉ việc rửa thôi, rửa nó rất là mới cho mọi người. Nên bên em dọn đổ hết rồi, máy rất đẹp nhé, quay cho mọi người xem. Đây, dọn đổ hết rồi ha, Ryobi 3740, 40cc, con này 35cc, con này lớn hơn ha, con này trợ lực để mới. Rồi về thêm cặp cưa Makita siêu tí hon siêu nhỏ nhẹ, 2kg mấy còn mấy này thôi, làm điều khác hết rồi giờ dắt cái thế đó, đóng e này rồi giật thôi, ga lên luôn đó, đơn giản con này vậy thôi, cứ bơm xăng lên đây bật cái len rồi ra đây làm điều khác. Em nào thích mua về tự rửa thì bên em bớt cho tiền công rửa máy, còn máy móc thì đẹp xuất sắc hết rồi. À, ở đây thì em thêm 3 con nữa này. Echokiris S27QT, Hikoki của Nhật đây, Maruyama này, đó. Ba con máy cùng. Rồi giờ em sẽ test cho mọi người xem cái con máy cưa này, thì nó cũng về trong cái lô đó, nhưng mà con này dọn rồi, rửa rồi thì em đổ lên cho anh khách xem. Ok thì chốt ha. Đây. Má của nó là Makita này, MDE331 ha. Đó, làm bằng cắt 3.5 tấc. Con này nó có thắng xích luôn. Máy đẹp, làm cũng đẹp luôn ha. Rồi bơm xăng thử coi. Với cái dòng này thì anh em cứ bơm xăng kéo le lên. Bơm xăng kéo le này, lưu ý bóp hết ga lên. Bấm nút chốt cho nó màu đỏ. Đó, nó đổ để đẩy vô. Makita phiên bản giới hạn anh em. Rồi anh em nào chốt thì liên hệ hotline 0974043 nha. Đó, còn mấy con này thì bên em cũng đang cho nổ thôi, kiểm tra nhớt nha mọi thứ rồi bắt đầu vô làm xích ha. Anh em nào cần thì cứ liên hệ những cái siêu mini tay cụt. Ở đây con Maru nữa. Đó, Maru nhưng mà con này trợ lực to, con này kia trợ lực nhỏ. Makita đó nổ, cặp này nổ, khi nó quay nổ hết rồi ha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi video nhé, xin chào anh em.